Batman. We the new meth and red man. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta đã có một video mới. Video ngày hôm nay thì chúng ta đã bỏ qua phần gội đầu và chúng ta bắt đầu ngay vào cái phần tiếp theo bởi vì tôi đã gội đầu lúc nãy rồi. Tôi nghe các bác sẽ rất là chán với cảnh mà kiểu ngày nào cái morning routine của tôi cũng sẽ là gội đầu, thế nên là tôi đã kiểu đẩy nó lên intro nên các bác có thấy là hôm nay kiểu một ngày nó kiểu sảng khoái không? Trước tiên thì tôi giới thiệu các bác đấy là món ưa thích của tôi ở buổi sáng, đấy chính là nước rau má với cả là bánh mì. Thì bánh mì tôi mua ở dưới hiệu, cái này đắt lắm. Cái này là bánh mì kiểu dạng như là nó rất là đắt ấy. Đây là cái khăn mà tôi đang quấn trên đầu á, thấy đây là cái khăn nhỏ. Và cái khăn nhỏ nó có tác dụng đấy là khi mà mình quấn lên ý, thì nó sẽ không bị quá là đau tóc và các bạn sẽ không bị gãy rụng. Và đấy chính là chức năng của cái khăn này. Bây giờ là khoảng 7:30 sáng và chúng ta sẽ ngồi kiểu chill ở ngoài ban công nhá. Đây là ban công. Chứ là mặt đen xì. Tôi phát hiện là cái ban công nó đang mưa các bác ạ, nên là chúng ta sẽ vào đây. Kiểu thỉnh thoảng các bác hỏi tôi là tại sao mà nhà tôi kiểu nhiều nhà thế, và mỗi ngày thì tôi có một cái nhà khác nhau. Nhưng mà thực ra đấy là kiểu tôi đi thuê một cái khách sạn nọ để tôi quay ở đấy. Và cứ mỗi ngày mà tôi quay một cái routine thì tôi sẽ kiểu thức dậy ở một nơi khác nhau. Nhưng mà thực ra là ở đây có một cái rất là hay, đấy là nó rất là đẹp ý. Thế nên là mình có cảm xúc là mình thấy rất vui, bởi vì kiểu cuộc sống của mình mà bình thường thì nó sẽ không được đẹp như thế này. Thế tôi hy vọng là sau này kiểu mình giàu ấy thì mình cũng sẽ có tiền để mua một cái nhà to như thế này. Thế căn này tôi thuê là gần một cái chỗ mà tôi sẽ định chụp ngày hôm nay, đấy là ở Thụy Khuê. Thì lát nữa chúng ta sẽ chụp ở trên phố nhầm Hồ Tây. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề liên quan đến một cái sự ngây thơ trong sáng. Có thể tôi đã đủ ngay thôi trong sáng chưa? Bây giờ bắt đầu skin care. Hôm nay chúng ta sẽ skin care kiểu nó rất là mỏng thôi, rất là mảnh, để lát nữa mình đánh nền lên thì nó sẽ đẹp ý. Nếu mà dùng quá là nhiều những cái active thì da mình nó sẽ không chịu nổi, và có thể là lúc nữa mình kiểu make up ý thì nó sẽ bị rát nhiều. Cái bước đầu tiên mà tôi sẽ sử dụng thì tôi sẽ dùng sữa rửa mặt. Thì cái này là một cái mà các bác rất quen thuộc rồi đúng không? Cái này là Centafeel Gentle Skin Cleanser. Cái loại này thì nó chẳng có chất gì mấy, nó chỉ đơn giản là một cái sữa rửa mặt nhẹ dịu cho da thôi, và nó thể làm sạch khá là tốt. Thế tôi sẽ sử dụng cái này nhé. Cái sữa rửa mặt này nó có SOS nên các bác nhớ là mình sẽ sử dụng toner luôn, nếu không thì da mình nó sẽ rất là khô. Hôm nay tôi sẽ sử dụng cái toner này của Rowlab. Cái này thì nó có thể giúp mình cấp ẩm tốt này, nó cũng có thể làm sáng da lên nữa. Và loại này nó rất là mỏng nhẹ luôn. Nói chung là tôi thấy là tôi là một người có một cái routine buổi sáng mà nó khá là kiểu không được trông đẹp mắt cho lắm đấy các bác. Nhưng mà tôi thấy nó khá là đủ bước và nó cũng khá là nhanh nữa. Tôi sẽ sử dụng cái kem dưỡng ẩm này của nhà CeraVe, tại vì cái loại này thì nó sẽ rất là nhẹ. Và tôi thấy các bác rồi, nó khá là hợp với cả da hỗn hợp, với cả mùa thu này thì mọi người dùng cũng rất là ok. Lát nữa thì tôi sẽ phải make up ấy, thế nên là tôi dùng một cái kiểu nó mỏng nhẹ thôi. Trước khi make up thì chúng ta sẽ dùng kem chống nắng. Mà kem chống nắng hôm nay tôi dùng thì đấy là kem chống nắng của Anessa. Cái loại này tên là Whitening UV Sunscreen Gel. Và đây là một kem chống nắng mà đợt này mùa thu thì các bác có lẽ là sẽ rất là thích để dùng đấy. Này, thời tiết thì nó bắt đầu kiểu khá là ương bướng rồi ý. Nó vừa hanh này, nó cũng hơi lạnh nữa. Thế nên là chúng ta cần một kem chống nắng mà nó kiểu có nhiều dưỡng hơn. Ngày mai mình phải make up để ra ngoài chụp hình nữa. Thế nên là kiểu tôi muốn là da tôi nó không bị vỡ nền ý. Nếu mà kem chống nắng nó quá khô thì sẽ xảy ra hiện tượng đấy, là da tôi nó sẽ bị rất là kiểu cakey. Cái này thực ra cũng là một cái kem chống nắng mà tôi mới dùng thôi. Bình thường thì những cái năm trước ấy, nếu mà dùng Anessa và mùa này tôi sẽ chọn cái loại mà màu vàng, cũng là dòng Sun Gel. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi chọn cái này, đấy là Whitening UV Sunscreen Gel. Tại vì các bác bảo tôi là sao lúc nào tôi cũng kiểu trang điểm da nâu thế, tôi trang điểm kiểu da kiểu sáng lên, trắng lên chứ. Thế là tôi đã quyết định là kiểu tôi sẽ kiểu đánh cái kem chống nắng này, xong đó tôi sẽ đánh cushion để cho mặt tôi nó kiểu bừng bừng lên, cho các bác thấy là tôi vẫn có thể kiểu trang điểm trông nó công chúa xinh xắn da trắng.
Mà là cái thứ này thì nó khá là ổn định với cả polysilicon 15 này. Mình có zinc oxide, actinoset, uvinua cộng nữa. Tất cả những chất này thì nó đều rất là tốt cho da. Ngoài sản phẩm có thể chống được cả UVA và UVB da ấy, thì nó còn có chức năng rất là tốt để giúp cho mọi người có thể là dưỡng ẩm này, và glycerol, buteyko, kể cả da, từ da dầu đến da khô đều có thể dùng được. Ngoài ra chiết xuất trà xanh Kyoto ở trong này cũng có khả năng đấy là vừa giúp mọi người cấp ẩm một chút này, và quan trọng đấy là khả năng chống oxy hóa rất là cao đấy. Chắc chắn là các bác sẽ kiểu hỏi là tại sao cái sản phẩm này tên là kiểu whitening đúng không? Thì cái sản phẩm này lúc mà mình sử dụng lên thì trong chai hoạt chất của nó chính là tranexamic acid. Thì đây là hoạt chất mà kiểu người Nhật người ta sử dụng khá là nhiều ấy, để cho là da mình nó được trắng lên trong một thời gian dài. Với cả là bản chất thì cái sản phẩm này các bác thấy là trên da tôi ấy, nó sẽ không hề là kiểu trắng tức thời ấy. Tại vì là nếu mà da mình trắng tức thời thì đánh những cái make up lên nhìn nó sẽ rất là bị hỏng make up ấy, kiểu cái nền nó không đúng với cả cái màu mình muốn ấy. Sản phẩm này thì nó thấm khá là nhanh và nó khá là giống với dòng sun gel mà tôi hay dùng các bác. Thì cái loại sun gel này là loại mà tôi dùng nhiều nhất của nhà Anissa. Tại vì loại này thì nó hợp với da khô hơn. Đặc biệt đấy là vào mùa thu đông thì cái loại này tôi nghĩ các bác sẽ rất là thích đấy. Chất của sản phẩm này nó khá là thoáng, và bác sẽ thấy đấy là ở trong này có chiết xuất rễ cam thảo nữa ấy. Thế nên là khi mà mình sử dụng lên da thì nó rất là mịn, nó rất là mượt luôn và không hề bị bí da. Mùi thì nó cũng khá là thơm, ở trong này có hương liệu nhá. Nếu mà bác nào bị dị ứng hương liệu thì mình có thể cân nhắc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu make up và sao cái thỏ nó lại ngược rồi. Tôi không hiểu tại sao nhưng mà nó luôn luôn ngược các bác. Nó không thể phân biệt được phải trái, đúng sai. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh nền các bác ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái kem này của MAC. Kem này thì nó có đặc điểm đấy là nó sẽ rất là bóng, và bình thường thì mình có thể lấy một ít ra thôi. Nếu bác nào mà da dầu rồi thì mình cũng có thể sử dụng phần má thôi. Còn như mặt tôi là tôi sẽ buộc cả mặt. Tôi thấy là cái kỹ năng makeup của tôi ngày càng nó kiểu tiến bộ ấy các bác, có thể thấy không? Mặc dù là đợt này thì chúng ta làm skincare nhiều hơn, nhưng mà tôi vẫn thấy là cái khả năng makeup của tôi nó đã kiểu bước sang một trang mới. Loại này tôi giới thiệu các bác rồi, cái loại này thì là loại mà đợt này tôi đang rất là thích dùng, tại vì là nó rất là ẩm và nó rất là kiểu bóng glowy. Nhân tiện là đam makeup thì tôi kể các bác một câu chuyện về việc là lần gần nhất tôi gặp người mẫu. Đấy là một cái lần mà các bác nếu mà theo dõi tôi trên Instagram ấy, các bạn thấy đấy là ngày hôm đấy tôi đã ngã sấp mặt như thế nào. Lúc đầu tiên là tôi mặc một cái váy trắng, và sau đấy là cái việc mà trèo lên cái xích đu ở trên trời đấy nó khá là bất ngờ với tôi, tại vì là tôi không được báo trước là mình sẽ phải trèo lên cái đấy các bác ạ. Thế sau khi mà tôi trèo lên cái đấy xong thì lúc đầu tôi rất là sợ. Thế xong rồi là lúc mà lên trên đấy xong ấy, thì lúc mà nó bắt đầu quay các bác ạ, thì cái cảm giác quay đấy nó kiểu rất là phê, kiểu nó phê tận óc luôn ấy. Kiểu nó giống hệt như những cái lần đi nhảy dù này, hoặc là cái lần mà tôi kiểu bị ngã té ngửa ở trên cái phao chuối, các bác biết trò đấy không? Kiểu tôi là một người luôn luôn rất là cố gắng để neo giữ vào những cái dây đấy, tại vì là nó trò cảm giác mạnh các bác. Nhưng mà tôi không hiểu sao mà tôi luôn luôn là người kiểu bật ngửa ra, tôi sẽ luôn luôn kiểu hạ cánh ở dưới đất. Thế xong rồi là ngày hôm đấy thì tôi đã rất là vui, bởi vì là tôi thấy là ở trong hiện trường ấy, mọi người kiểu khen là và đến khi mà trả ảnh ấy thì cái ảnh mà người ta lấy là cái ảnh mà tôi đang đứng ở trên đấy. Tiếp theo chúng mình sẽ đánh má hồng, và đây là của Sunny Face. Là tôi kể các bác một câu chuyện nữa, đấy là tôi sẽ muốn nói về Instagram. Nói chung tôi là một người mà tôi cảm thấy là cái new feed của tôi nó không đẹp một chút nào hết, và cứ kiểu tầm là 6 tháng thì tôi sẽ xóa hết cái new feed đấy đi. Kiểu nếu như mà tôi được tự làm một cái feed mà để tôi yêu thích nhất ý, thì tôi sẽ chỉ làm mỗi mấy cái thành phần thôi các bác ạ. Chắc một ngày mà tôi nhận ra đấy là tất cả những beauty blogger khác thì trên Instagram của họ đều có ảnh của họ, và tôi nhận ra là tôi cũng cần phải có ảnh của mình. Tôi thấy tôi là một người có tư duy số học các bác ạ. Tôi có thể làm những thứ liên quan đến số, hoặc là làm những thứ liên quan đến logic một chút. Tôi đang muốn kiểu mình trở thành một người kiểu nghệ sĩ hơn. Đấy là lý do mà tôi làm cái kênh YouTube này. Thế nên các bác hãy gợi ý cho tôi biết để làm thế nào trở thành một con người nghệ sĩ hơn. Ở trên Instagram mà tôi thấy là tôi share bác nhiều nhất những cái hoạt động của cuộc sống của tôi. Đi làm người mẫu này, xong rồi là đi quay này, hay là kiểu khi nào mà có hàng về unboxing thì nó cũng sẽ tất cả hoạt động trên đấy. Thế tôi cảm thấy là Instagram là một nơi mà tôi có thể chia sẻ được mọi thứ, nó rất là thoải mái. Và tôi cảm thấy là trên đấy rất là vui, bởi vì kiểu mọi người cũng thực sự là quan tâm đến tôi ấy, và mọi người cũng hay kiểu nhắn tin xong rồi kiểu tâm sự về những cái câu chuyện của mọi người. Tuy nhiên là cái việc mà tôi sẽ phải làm đẹp cho cái new feed của mình, luôn luôn có những cái bức ảnh mà nó match màu với nhau ấy, thì thực sự đấy không phải là kiểu cái thứ mà tôi làm giỏi. Thế nên là mỗi khi mà ra quán cà phê hay là đi chơi bây giờ ấy, sau khi mà kiểu tôi có nhiều follower hơn và các bác cũng muốn xem một cái feed đẹp hơn ấy, thì tôi cũng đã rất là cố gắng để kiểu thay đổi bản thân mình để trở thành một người có nhiều hình ảnh hơn cho các bác xem. Hôm nay thì cái make up của tôi nó khá là dreamy ấy, thế nên tôi sẽ sử dụng một cái son dưỡng này của NARS. Cái son này thì là cái son mà
nó có sẵn một chút màu hồng ở dưới và nó có dưỡng nữa. NARS là một trong những cái hãng son mà tôi thích nhất trong cuộc đời đánh son của tôi. Và kiểu nếu mà chỉ có một thỏi son duy nhất còn sót lại thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ là một thỏi của NARS. Và đây chính là cái make up ngày hôm nay của tôi. Và đa số là nó thực hiện rất là đơn giản. Nếu mà kiểu tôi tập trung ngồi làm thì chắc là nó chỉ mất khoảng tầm từ 7 đến 10 phút. Bây giờ chúng ta hãy bôi cái này lên tóc để cho tóc nó mượt. Và nói chung là tôi thấy là kiểu nếu mà ngày nào mình cũng làm như này và đi cà phê thì tôi nghĩ nó sẽ rất là kiểu mất công ấy. Mà tôi thấy là kiểu có rất là nhiều bạn gái ngày nào các bạn cũng có thể trang điểm thật là xinh. Đấy là một điều rất là đáng nể đấy các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ làm tóc và đầu tiên là chúng ta sẽ tết ba ở phần trên. Tại vì là tôi chỉ biết tết ba thôi chứ tôi cũng không biết tết 4 năm. Nếu các bác biết tết 4 năm thì các bác cứ tết nhé. Xong rồi mình sẽ buộc cái phần tết vào đằng sau tóc. Và sau đấy chúng ta sẽ uốn xoăn cái phần còn lại để chúng ta sẽ được một mái tóc mà kiểu nhìn nó khá là cute Hàn Quốc. Và sau khi là chúng ta đã make up xong với cả là làm tóc rồi thì đương nhiên là sẽ đến phần thay đồ rồi. Tôi chọn một cái váy rất là xinh xắn các bác ạ. Các bác nhìn tôi thay đồ nhá. Tận cao đấy. Chọn một chiếc váy 2 dây ngắn và cái phần cúc ngực của nó khá là đẹp. Sau đấy là chúng ta sẽ đánh son. Tôi đang chọn một màu son hồng của nhà Lemonade. Và đây là hoàn thành cái look này rồi. Vừa rồi đã hoàn thành xong hết những cái bước để mà chúng ta có thể đi quay video ở ngoài đường ấy các bác. Không phải ngoài đường mà là trong quán cà phê để có một cái look thật là xinh xắn. Chụp hình Instagram và có thể thấy là cái tóc này trông nó cũng rất là cute đúng không? Và nếu mà các bác có một cái make up như tôi nữa thì trông rất giống công chúa đấy. Đây váy này rất xinh. Tôi để link của tất cả mọi thứ ở trong cái phần description. Và các bác đừng quên đấy là hãy ấn vào mua. Tại sao mình quảng cáo nhỉ? Kết thúc với cả cái video này thì các bác có thể mặc cái váy này thì xong rồi là lát nữa mình đi ra quán cà phê để chúng ta có thể chụp hình. Thì các bác nhớ mang theo một đôi cao gót thì kiểu chụp cả chân thì nó sẽ xinh. Và các bác nhớ là đem theo một đôi giày kiểu giày bệt ý để mình có thể đi qua đi lại những cái chỗ khác nhau thì mình sẽ đỡ mỏi chân hơn. Đấy là tip của tôi khi mà tôi làm người mẫu. Các bác thấy là tôi đã có một sự biến hóa kỳ diệu trong buổi sáng ngày hôm nay chưa? Từ một con trông như kiểu là một con dở hơi ấy đã ra được một cái kiểu xinh ý. Và bây giờ tôi sẽ đi ra chụp hình đây. Hy vọng các bác thích cái video này. Các bác đừng quên đấy là hãy subscribe tôi ở trên YouTube. Đấy là Swatches by Lin. Và đừng quên hãy là theo dõi những channel của tôi. Đấy là TikTok, Instagram với cả là Facebook. Các bác nhớ tham gia group mà tiền tốn tiền để có thể là cùng nhau bàn luận về những chủ đề về làm đẹp, skincare, make up với chị em. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Bye bye. Và đây là thành quả của buổi đi quay chụp ngày hôm nay. Và tất cả những cái ảnh này đều là ảnh gốc. Các bác đã thấy là cái look ngày hôm nay nó hợp lý chưa? Bye bye.